Xin chào các bạn. Hôm nay hệ thống nhận ra hàng The Watt của chúng tôi ở trung tâm thương mại The Garden đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội là làm review một mẫu đồng hồ Hojen đến từ Nhật Bản. Vâng, trước màn hình quý vị đó là một mẫu đồng hồ có mã là có mã số là RAAB0E08L19B. Vâng, mẫu đồng hồ này thì có giá bán chính hãng là 4.390.000 đồng. Giới thiệu với các bạn luôn, đây là một phiên bản này là có hiện tại về cửa hàng của chúng tôi là gồm có 3 màu khác nhau. Một là phiên bản màu xanh mặt, màu xanh nước biển. Đấy, một màu xanh tím than nước biển đấy. Đấy, đây là gọi là dòng đồng hồ 3 sao các bạn nhé. Đeo rất là đẹp luôn. Chức năng thì gồm có là ngày và thứ. Trong là có dạ quang, các chấm dạ quang này. Đây gọi là dòng 3 sao này. Rất là đẹp. Có các màu khác nhau. Có 3 màu khác nhau. Đây là một màu dây vàng. Đấy. Dây vàng mặt đỏ tiết mò. Rất là long lanh luôn ạ. Và dạ quang kim sáng, rất là sáng vào ban đêm. Tất cả được làm bằng thép 316L. Mặt 38 nữa các bạn nhé. Mặt 38 dành cho các bạn nào có cổ tay vừa và nhỏ. Tay to thì đeo cũng không được đẹp lắm. Tất nhiên vẫn đeo được bởi vì cái gối của cái vòng tay này nó cũng khá là rộng. Độ dày của mẫu đồng hồ này khoảng tầm 89mm thôi. Cũng khá mỏng. Mà đây là dòng đồng hồ cơ các bạn nhé. Để tôi bây giờ tôi tháo cho các bạn xem. Đó, đây là các bạn xem mặt đáy này. Đó, mặt đáy của đồng hồ. Rất là đẹp. Đấy, ra 81 mã. Do Epson phân phối này. Có tem nhập khẩu chính hãng của Tân Hải Minh. Vâng, tất cả đều hành chính hãng các bạn nhé. Chúng tôi không bán hàng fake hàng nhái đâu ạ. Rất là đẹp. Vâng, đây là phiên bản màu đỏ tiết mò. Và có một phiên bản cuối cùng, đó là phiên bản vỏ vàng dây đen. Rất tuyệt vời luôn này. Hàng vừa về luôn. Và tôi còn chưa trưng bày vào tủ luôn. Quay video cho các bạn xem trước. 4.390.000. Rất là long lanh nhé. Và đẹp cực kỳ luôn. Đi kèm với sản phẩm thì gồm có túi này. Túi đấy ạ. Và túi Hojen chính hãng nhé. Hộp. Đây, hộp. Hộp rất là đẹp luôn. Hộp chính hãng luôn. Và túi hộp, thẻ bảo hành. Thẻ bảo hành đấy các bạn này. Đây thẻ bảo hành này. Gồm có in rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Đằng sau tờ thủ số thứ hai ở mặt sau là có đây, tem chống hàng giả của Bộ Công an do Tân Hải Minh phân phối. Đây là còn mã của sản phẩm, khi các bạn mua thì sẽ được ghi mã bảo hành vào đây. Và đấy là những sản phẩm chính hãng thì mới có những điều kiện như vậy các bạn ạ. Thì các bạn ai có nhu cầu thì mua sản phẩm này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline 0977891897 hoặc là xem trên website. Khi mua online thì các bạn được giảm giá 10% cho sản phẩm này. Thì hoặc là các bạn có thể là đến trực tiếp ngân hàng của chúng tôi tại hệ thống ngân hàng Italy Mipec quận Long Biên hoặc là The Watt The Garden Hà Nội để xem trực tiếp em nó nhé. Vâng, đấy rất là đẹp luôn. Thì ai có nhu cầu thì hãy liên hệ luôn nhé. Vâng, bây giờ thì tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn các bạn, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.